Các bác, đây là một cái lứa chuột mà em có hợp đồng chuyển cho một bác làm giống. Và đây là quy trình của bên vợ chồng em chuyển giống chuột cho các bác đó. Đây là em để ngô nghiền, em để cỏ. Và con nhỏ hết vào đây đi. Em kiểm tra cho các bác. Cái một con đến. Em quay. Hai con. Cái. Cái. Bảy con cái. Bắt mấy con. Bắt mấy con to chứ vậy. Bắt bắt cho cái kia đi, bắt cho cái hộp cho cỏ vào đi, hộp là một cái hàng khác. Nó một con đen được à? Đen được à? À, từ từ đã, thôi. Một con đấy thôi, một con màu. Một đừng cho con đen vào đấy nữa. Để một con đực màu. Cái lấy cho sang bên này, cho sang bên này. Để rồi. Cái gì bỏ? Cái tiếp. Chứ bỏ đâu, cứ bỏ đây nhá, bỏ đây. Đấy con được để cho vào đây. Bắt mấy con cá nhỏ nhỏ bên này sang này. Con nhớ nhỡ, hơn tí nữa. Cửa phiếu đi vào lấy tem, Đây là anh đang ở bưu điện Thanh Hồng, Hải Dương các bạn nhé. 0985 982 447. Đây là anh đang
Bưu điện Thanh Hồng Hải Dương 0985982. Chuyển số lượng đây đi. Bỏ lại mấy con chuột to sang bên kia đây. Bỏ mấy con chuột to thôi. Để đếm lại đi. Để có giúp ở dưới nữa không? Ba con nữa, ba đi, bắt cho người ta. Từ từ, mấy rồi? 13 con. Rồi. Mất thêm 6 con đực vào đây. Ôi, đầy dưới đi. Cho đực to mà. Cho đực đen vào đi. Một con đen để lại, một con đen để lại. Đủ rồi đi nhá. 4 con đực. Thế thôi. 4 con cái, 6 con đực cơ mà. Ít quá. Vào lấy mấy cái hộp rồi đấy. Đóng cả hộp cả sọt. Và dàn bớt ra hộp. Dàn bớt mấy con nhỏ ra hộp. Còn 5 cái hộp ra là vãn bớt khối. Nó đỡ bông mình nhỏ. Đằng nào có rác có nhiều. Các bác, các bác, hôm nay thì em đang 30 tháng 6 em chuyển cho các bác một cái đàn chuột. Vâng, đang theo dõi kênh Chim Cú Ấy Hay của đồng chí Thao. Đây là một kênh chính thống về con giống chuột lang. Các bạn yên tâm là như vậy nhé. Đây là kênh chính thống sử dụng con chuột lang các bạn nhé.
vì đây là số lượng là quá đông, 20 con, giờ em sẽ san bớt những con nhỏ vào cái hộp giấy này các bạn ạ, thì nó cái mật độ trên nó sẽ cho phép hơn. Đó. Ôi như nhét ấy vẫn đi, cái cỏ vẫn đi thì đóng muộn giờ rồi. Nhanh nhìn thế nào. Ba mươi tháng năm bán rất là nhiều chuột giống đi, thì Hưng Hà, Thái Bình. Bán cửa tem rồi. Thị trấn Hưng Hà, Thái Bình. Đây nè, để dán cái phiếu này rồi không làm một phiếu nữa lên trên của nghe. Để em đợi cái nắp lên xong thì dán lên bổng. Dán lên bổng. Năm kia vỡ một giòn. Làm thì đúng kiểu của nó mà vỗ mà được à? Dán niêm phong cái này vào. Cái niêm phong gắn đây là các bác này đã chuyển khoản các bạn nhé, chuyển khoản bao gồm 20 con mà 6 con đực và 14 con cái, thị trấn Hưng Hà, Thái Bình các bạn. Em vừa đóng vào sọt vừa đóng vào hộp cho các bạn. Ngoài ra em cũng có chuyển về Hải Dương. Đây là anh Đang ở Bưu điện Thanh Hồng, Hải Dương nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau. Dán tem cửa vào. Dán niêm phong không mở được nắp đi.
ăn được. Dọc nó ra thế. Để này quấn theo cái chiều này này. Thế thế. Kéo dài sang bên kia. Để dọc cái băng dính dài sang đầu bên kia không đáng. Đang thẳng, vẹo, meo.